Chiều ngày 14 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổng kết chương trình đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động. 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn có nhiều mô hình cách làm hay trong công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động, như chương trình Tết sum vầy, tắm vé sum vầy, chuyến xe không đồng, dân chân, đã kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, các cấp công đoàn thực hiện hai gói an sinh với 260.000 xuất quà tặng cho đoàn chiên người lao động khó khăn do dịch bệnh. Ngoài ra, còn có các chương trình ý nghĩa khác cũng được thực hiện. Trong 5 năm, Quỹ Xã hội Từ Thiện Tấm Lòng Vàng chi nhánh tỉnh Long An đã vận động được trên 20 tỷ đồng, đạt 201% chỉ tiêu, trao tặng 317 máy ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động. Trong nhiệm kỳ, có khoảng 500.000 lượt đoàn viên người lao động được chăm lo, hỗ trợ, với kinh phí gần 350 tỷ đồng, Riêng đợt dịch COVID-19 bùng phát, kinh phí chăm lo cho đoàn viên người lao động trên 180 tỷ đồng, trong đó kinh phí công đoàn trên 140 tỷ đồng. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chương trình 05 về đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động.